Trước khi công khai cầu hôn ở thông gia ngõ hẹp, Việt Hoa và Trọng Lân từng vụng trộm ngoại tình. Trong quá khứ, Trọng Lân dù đã có người yêu nhưng vẫn ngoại tình với Việt Hoa. Trọng Lân và Việt Hoa đều là những diễn viên trẻ tiềm năng của truyền hình Việt. Cả hai gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim ăn khách do VFT sản xuất. Mới đây, Trọng Lân và Việt Hoa tiếp tục hợp tác trong bộ phim Tình cảm gia đình thông gia ngõ hẹp. Ở tác phẩm này, cả hai đã trở thành cặp đôi yêu nhau nồng thắm, thậm chí còn có màn cầu hôn lãng mạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng trong quá khứ, hai người lại có mối quan hệ không trong sáng trong phim Cô gái nhà người ta. Tại đây, Trọng Lân vào vai Cường, con trai của một chủ xưởng dệt giàu có trong làng. Cường ăn chơi tráng tác, bất tài nhưng thích ra vẻ. Hắn cố tình theo đuổi Uyên, Phương Oanh, nhưng vẫn đưa đẩy và tán tỉnh em gái của Uyên là Đào, Việt Hoa. Đáng nói, Đào biết Uyên là vợ sắp cưới của Cường nhưng vẫn dây dưa với anh rể. Thậm chí, Cường và Đào còn ngủ cùng nhau ngay trước lễ cưới của Uyên và Cường. Sự trơ trẽn của Đào và thói sở khanh của Cường khiến khán giả xem phim cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, đây cũng là hai nhân vật bị ghét nhiều nhất trong Cô gái nhà người ta. Cả Việt Hoa và Trọng Lân đều cho biết tính cách của cả hai khác xa Cường và Đào. Ngoài đời, Việt Hoa hiếm khi ăn mặc táo bạo, cô lại càng không phải người ăn nói bộ bã và tranh chua đánh đá. Bên cạnh đó, Trọng Lân cũng chia sẻ anh là người hướng nội, ngại va chạm, ngại tiếp xúc. Để diễn các vai khó, anh thường xuyên quan sát xung quanh rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm để đưa vào nhân vật. Dù bị ghét nhưng tuyến nhân vật phụ như Đào và Cường lại gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Sau Cô gái nhà người ta, Việt Hoa và Trọng Lân đã được giao vai chính trong nhiều tác phẩm truyền hình trên sóng Giờ Vàng. Việt Hoa được chú ý nhiều hơn với vai chính trong các phim Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không? Trong khi đó, Trọng Lân cũng nhận được nhiều tình cảm khi vào vai chàng công tử thật thà, tốt bụng của Lối về miền Hoa. Hiện, Việt Hoa và Trọng Lân đang đóng chính trong Thông gia ngõ hẹp, được phát sóng vào 21:40 thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.